Gội đầu vào buổi đêm thì có cái vấn đề gì không? Bạn này bạn đi làm về muộn và bạn đi muốn gội đầu, nhưng mà bạn nghe nói gội đầu vào buổi đêm thì không tốt. Đấy thì sự thật nó là như thế nào? Đầu tiên là chúng ta cần phải thống nhất với nhau một cái quan điểm, đó là cơ thể của chúng ta này, nó không phân biệt được ngày và đêm. Nó không phân biệt được ngày và đêm. Ngày và đêm thì giờ chẳng qua là do chúng ta sáng tạo lên thôi, cũng như là từ rất là lâu về trước là ban ngày đấy thì chúng ta có đủ đầy đủ ánh sáng, chúng ta đi làm việc, buổi tối nó tối như thế thì chúng ta nghỉ ngơi. Chứ còn thực ra thì cơ thể của chúng ta nó không phân biệt được cái việc đấy. Anh em đi làm ban đêm mà ngủ ban ngày cũng được, chẳng có vấn đề gì cả. Đêm hay ngày thì trái tim nó vẫn đập, hơi thở nó vẫn thở, chẳng có gì khác nhau cả. Hay là nói là nhiệt độ vào ban đêm nó thấp cho nên nó tắm gội nó không tốt. Cái này thì nó cũng không hẳn là đúng, bởi vì cái nhiệt độ ban ngày của thời tiết mùa đông ngoài miền Bắc nó cũng đã thấp hơn rất là nhiều so với cái nhiệt độ ban đêm của mùa hè rồi. Nói như thế thì có lẽ là cả mùa đông chúng ta không tắm gội gì à? Thế thì cũng không phải là như thế. Có một cái mà trong cái xã hội của chúng ta nó rất là, anh em nếu như anh em để ý kỹ thì nó rất là buồn cười. Tức là có những cái việc, ví dụ như sự việc một ông A, ông B gì đấy tắm gội vào ban đêm, sau đó là không may bị đột tử, đột quỵ gì đấy và chết chẳng hạn. Đấy thì cái vì sự việc như thế thì nó lại đồn rất là xa. Đấy và người ta cứ cứ khéo tay nhau là này không nên tắm đêm này, nguy hiểm này nọ. Đấy, nhưng mà có rất là nhiều ông tắm lửa ban ngày sau đó là ông chết thì người ta lại coi những cái sự việc như thế là bình thường. Cho nên là cái này là anh em cần phải lưu ý nhé. Và nếu như anh em để ý kỹ khi mà anh em xem phim ảnh nước ngoài thì ngay cả nước ngoài thế, người ta tắm gội vào ban đêm nó cũng chả có cái vấn đề gì cả. Thậm chí khi mà chúng ta vệ sinh đúng cách thì cơ thể của chúng ta nó cũng được thư giãn, cũng như là khi mà chúng ta đi ngủ ấy, thì giấc ngủ nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Mình nói là anh em hoàn toàn anh em có thể gội đầu vào ban đêm bình thường mà không có cái vấn đề gì cả. Anh em chỉ cần lưu ý cho mình một vài điểm như sau. Thì đầu tiên, nhất là ngoài miền Bắc, những cái thời tiết mùa đông ấy, nó rất là lạnh buổi tối ấy. Nó rất là lạnh, ví dụ như trong trường hợp chúng ta mặc áo ấm rồi nhưng mà chúng ta đứng mà chúng ta vẫn còn run 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 như này này, tức là nhiệt độ nó xuống rất thấp rồi đấy, thì những lúc như thế thì chúng ta cũng hạn chế cái việc mà chúng ta tắm gội. Nếu mà nó không thực sự quá cần thiết thì chúng ta để ngày hôm sau cũng được nhé, bởi vì những lúc như thế có thể nó vẫn sẽ có một số cái nguy hiểm là nó do chênh lệch nhiệt độ khi mà chúng ta tắm gội. Nó lạnh như thế thì khi mà gội đầu thì chúng ta thường là chúng ta sẽ sử dụng nước nóng đúng không, rồi chúng ta không để ý sau khi gội xong cái là chúng ta một phát là chúng ta ra bên ngoài luôn, là nó lạnh, nó chênh lệch nhiệt độ như thế nó sẽ dẫn đến cái nguy hiểm nhá. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là anh em ví dụ như trong trường hợp mà buổi đêm anh em đi ăn đi nhậu về, anh em uống rượu uống bia thì là anh em không nên tắm gội, kể cả anh em có bẩn đến mấy thì những lúc như thế này tuyệt đối không nên tắm gội. Bởi vì cái này thì cũng đã có rất là nhiều bác sĩ nói rồi, chúng ta đã uống bia uống rượu vào rồi thì cơ thể của chúng ta thứ nhất là nó đã mệt mỏi rồi, cũng như là nó có rất là nhiều những vấn đề mà lúc này chúng ta tiếp xúc với nước thì hoàn toàn không tốt một tí nào cả. Anh em nên nghỉ ngơi để ngày hôm sau chúng ta trở lại bình thường, chúng ta không còn say hay là không còn cái vấn đề gì nữa thì lúc này chúng ta vệ sinh cũng chưa muộn nhé. Cái điều số 3, cái điều này nhỏ thôi nhưng mà nó lại rất là quan trọng, nhất là những cái bạn ở ngoài miền Bắc vào những cái buổi đêm tối muộn mà anh em đi làm về muộn mà anh em có gội đầu ấy, thì trong cái quá trình thời tiết nó lạnh như thế, anh em bật bình nóng lạnh hay anh em bật bình sưởi anh em gội đầu tắm gội bên trong nhà tắm đúng không, nhưng mà khi mà anh em bước ra ngoài một cái, anh em bước đột ngột ra bên ngoài thì thời tiết nó đang rất là lạnh đấy, và chúng ta đang ở trong nhà tắm thì lại rất là ấm đấy. Chính vì thế mà khi mà anh em tắm gội xong ấy, thì anh em mở cửa ra ấy, thì anh em bước từ từ ra thôi nhé, bước từ từ ra thôi để cho cơ thể nó làm quen với cái nhiệt độ bên ngoài, chứ không phải là đùng một cái bước ra ngoài cái nào nó dẫn đến dễ bị đột quỵ đấy. Cũng như là khi mà anh em tắm xong ấy thì anh em cố gắng là sấy xì khô luôn buổi đêm như thế nhá, chúng ta tắm xong chúng ta sấy xì khô tóc luôn đấy, khô hẳn luôn, sau đó là chúng ta ngồi nghỉ, ngồi nghịch điện thoại, ngồi chơi khoảng tầm nửa tiếng gì đó rồi chúng ta mới lên đi ngủ nhá, như thế nó sẽ là đảm bảo nhất cho anh em. Vậy là qua cái video này anh em đã hiểu được một phần nào là chúng ta có được gội đầu vào ban đêm hay không. Anh em chỉ cần lưu ý vài cái điểm mà mình vừa chia sẻ, cũng như là trong cái trường hợp mà anh em bình thường không có cái vấn đề gì cả thì anh em cứ vệ sinh sạch sẽ, sau đó là mình ngồi nghỉ một lúc, sau đó là mình đi ngủ đấy, thì chắc chắn là mình sẽ có một giấc ngủ ngon và thoải mái thư giãn nhé, không có vấn đề gì cả. Cảm ơn anh em.